Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy cùng ToLiHa trở lại giúp các em nghiên cứu một vấn đề tiếp theo của cái phần dao động điều hòa, đó là tổng hợp dao động. Tổng hợp dao động. Thì bài toán hôm nay chúng ta nghiên cứu cái gì? Bài toán này chúng ta sẽ nghiên cứu một bài toán tổng hợp ở mức độ như thế nào ạ? Đó là chúng ta hình dung như thế này này, ở ngoài đời sống có những cái vấn đề mà nó cùng một mối tương quan, cùng một vấn đề, vậy thì người ta gộp chúng nó lại thành một cụm hay một nhóm gần giống nhau. Được chưa nhỉ? Thế ở trong bài toán dao động điều hòa cũng thế. Thế thì trong dao động thì một vật nó không chỉ thực hiện một dao động mà vật đó có thể thực hiện gì ạ? Nhiều dao động thành phần. Nhiều dao động thành phần. Câu hỏi đặt ra đó là gì ạ? À, thế thì cái dao động của vật đó được biểu diễn ra làm sao? Đúng không ạ? Giống như ta đi xe đạp hay xe máy cũng vậy. Nếu chúng ta đi xe đạp ấy, đi từ vị trí A đến vị trí C chẳng hạn, chúng ta đi từ A đến B, sau đó từ B đến C, chúng ta cùng một cái hướng nào đó thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa chúng về một nhóm với nhau. Thì bài hôm nay ta nghiên cứu vấn đề như vậy được không ạ? À, thế thì để nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn về bài toán tổng hợp dao động thì thầy trò chúng mình bắt đầu đi vào nhé. Một lớn bao giờ cũng là gì? Là lý thuyết rồi đúng không? Rồi, một lớn lý thuyết. Lý thuyết này thì chúng ta nghiên cứu cái gì? Trước tiên để tìm hiểu về tổng hợp dao động điều hòa thì thầy trò chúng ta cùng nghiên cứu phần 1 biểu diễn dao động điều hòa bằng vectơ quay. À, biểu diễn dao động điều hòa bằng vectơ quay. Đây là phương pháp mà người ta gọi tên là phương pháp dẫn đồ Fresnel đấy, được không ạ? Mời các em nhìn đến đây nhé. Thứ nhất, một dao động điều hòa thì luôn biểu diễn bằng vectơ quay. Biểu diễn như thế nào? Các em nhìn đây ạ. Chúng ta có hệ trục tọa độ OXY, trong đó có góc tọa độ của trục OXD ạ. Góc tọa độ O là giao của OX và OY, được chưa nhỉ? Thứ hai, đó là chúng ta có một cái vectơ. Có một vectơ OA thì là tên vectơ A, được không ạ? Có độ dài phải bằng biên độ A. Có độ dài bằng biên độ A. Thứ nhất. Thứ hai là cái vectơ OA này sẽ hợp với lại trục OX một góc phi, chính là pha ban đầu. Đây, cái phương trình mà ta biểu diễn chính là phương trình X bằng A cos của omega t cộng phi. Nhớ nhá. Thứ nhất, vectơ OA có độ dài bằng biên độ A. Thứ hai, vectơ OA này hợp với trục OX, trục ngang một góc phi, chính là pha ban đầu của ni độ x đây rồi, của dao động điều hòa, đúng không ạ? Được chưa? Và thứ ba là vectơ OA này quay xung quanh gốc O với tốc độ góc omega. Các em nhìn đấy ạ, đó, quay xung quanh tốc độ O. Và nhớ chiều dương trong vật lý luôn là gì? Ngược chiều kim đồng hồ. Các em nhìn xem nhá. Thầy nhấn mạnh lại này, khi chúng ta biểu diễn một phương trình dao động điều hòa x bằng a cos omega t cộng phi thì chúng ta có 4 vấn đề cần quan tâm. Thứ nhất, chúng ta phải có hệ trục OXY, được không ạ? Ở đó O là giao của OXY, thầy gọi là góc tọa độ, được chưa? Vectơ OA, các em nhớ thầy, vectơ OA có độ dài bằng biên độ A và tại thời điểm ban đầu thì vectơ OA hợp so với lại gì ạ? Trục ngang OX một góc phi. Lúc này vectơ OA thì luôn quay xung quanh góc O với tốc độ góc là omega, quay đều nhé. Và chiều dương luôn là chiều ngược chiều kim đồng hồ, được chưa? Các em nhìn đây, hình vẽ rất đẹp đúng không nhỉ? Rồi, chúng ta tiếp tục. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi ta đã biểu diễn xong rồi thì chúng ta tổng hợp dao động điều hòa bằng cách như thế nào? Mà các em nhìn tiếp tục. Để tổng hợp dao động điều hòa thì thầy đã nói rồi, thì chúng ta phải có mối tương quan của các dao động thành phần. Ta hình dung thế này này, nó phải có sự giống nhau thì ta mới gộp lại được. Giống như là bạn ấy, chúng ta phải có gì ạ? Cùng cái quan điểm tính cách nào đó thì ta chơi được với nhau, đúng không ạ? Đây cũng thế, tổng hợp dao động điều hòa cũng thế nhé. Thứ nhất, chúng ta phải có điều kiện. Điều kiện để tổng hợp được dao động điều hòa đó là gì? Thứ nhất, đó là các dao động thành phần phải có cùng phương. Thứ hai, cùng tần số. Và thứ ba, có độ lệch pha không đổi theo thời gian. Các em nhớ nhé, 3 điều kiện này. Để tổng hợp được dao động điều hòa thì các dao động thành phần phải có 3 điều kiện. Số 1 cùng phương, số 2 cùng tần số và số 3 có độ lệch pha không đổi theo thời gian. Được chưa các em? Đó, nhớ nhé, cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. Cái này nếu các bạn thuộc rồi thì sau này sang chương sóng cơ, phần giao thoa sóng ấy, chúng ta có một cái điều kiện đó là gì ạ? À, để thực hiện được giao thoa sóng thì các nguồn, đúng nhỉ? Các nguồn thì phải là các nguồn gì ạ? Nguồn kết hợp. Nguồn kết hợp là nguồn như thế nào? Đây ạ. Chúng ta lại gần tương quan giống nhau nhé. Thua cái này rồi cái sau học rất là nhanh, được không ạ? Nhớ này, Các giao đoạn thành phần cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. Được chưa các em? Rồi, bây giờ thầy giả sử có hai giao đoạn thành phần thỏa mãn điều kiện trên với phương trình lần lượt là x1 bằng a1 cos omega t cộng phi 1, x2 bằng a2 cos omega t cộng phi 2. Đây ạ, thỏa mãn phương trình có cùng omega, các em nhìn nhé, đây này, cùng omega. Phi 1 phi 2 khác nhau, biên độ a1 và a2 có thể khác nhau, có thể giống nhau. Được chưa nhỉ? Phi 1 phi 2 cũng vậy, nhưng nhất thiết phải cùng omega, cùng phương, cùng tần số mà, và có độ lệch pha không đổi theo thời gian. Được chưa nhỉ? Thế thì câu hỏi đặt ra bây giờ một vật mà thực hiện đồng thời hai dao động như thế này thì phương trình dao động của vật đó ra làm sao? Thì đây ạ, phương trình dao động tổng hợp x được tính bằng x1 cộng x2 và đương nhiên dao động tổng hợp làm dao động điều hòa. Thế thì phương trình dao động tổng hợp của mình phải có dạng là gì? Là a cos omega t cộng phi. Được chưa các em nhé? Phải cùng omega này. Đấy, và a và phi đây, a người ta gọi là biên độ tổng hợp, còn phi người ta gọi là gì? Pha ban đầu của dao động tổng hợp. Vậy vấn đề mình đặt ra là gì? Nếu như đề bài cho các em x1 x2 và bắt chúng ta xác định phương trình dao động tổng hợp thì đương nhiên chúng ta xác định được gì? A và phi. Vấn đề đặt ra ở đây đó là gì ạ? Là chúng ta cần xác định a và phi. Cần xác định a và phi. Vậy thì trước tiên để xác định a và phi chúng ta có mấy cách xác định. Cái cách đơn giản nhất đó là chúng ta biểu diễn bằng vector quay. Biểu diễn bằng vector quay. Được chưa các em? Rồi, chúng ta đi vào bước tiếp theo, đó là phương pháp 1, phương pháp biểu diễn bằng vector quay. Mà các em nhìn bảng thầy biểu diễn nhé. Đây ạ, thầy giả sử phương trình x1 bằng a1 cos omega t cộng phi 1, x2 bằng a2 cos của omega t cộng phi 2, đúng nhỉ? Thế thì phương trình dao động tổng hợp của mình bây giờ là x bằng a, chuẩn ra là x bằng x1 này cộng x2 bằng a cos của omega t cộng phi, được không nhỉ? Cộng phi. Giờ chúng ta sẽ đi biểu diễn bằng phương pháp giản đồ vector quay. Thứ nhất, các bạn nhìn bảng đây ạ. Thầy giả sử thầy có trục ngang OX. Trục ngang OX nhé. Giả sử O đây, đây là X. Được chưa? Chúng ta lần lượt biểu diễn vector A1 hợp với lại trục ngang một góc phi 1. Và nhớ cho thầy đó là gì ạ? Đó là khi mà góc phi 1 này dương thì có nghĩa là vector A1 phải nằm phía trên trục OX. Còn nếu phi của thầy mà âm, pha ban đầu mà âm ấy, được không nhỉ? Thì cái vector A đó phải nằm phía dưới của trục OX. Ở đây thầy giả sử cho các bạn nhé, đó là vector A2 nằm ở đây ạ. Thế thì các bạn hoàn toàn thể trả lời được cho thầy đó là vector A2 này có pha ban đầu âm. Bởi vì sao? Bởi vì nằm ở phía dưới của trục OX. Đây là phi 2. Rồi, sau đó chúng ta sử dụng phương pháp tổng hợp vector, đó là quy tắc hình bình hành. Đúng nhỉ, lớp 10 mình học rồi. Chúng ta tổng hợp hai vector A1, A2 này lại thì chúng ta sẽ được vector A. Được chưa? Ở đây mình sẽ có là thứ nhất, vector A bằng vector A1 cộng vector A2. Vector A bằng vector A1 cộng vector A2. Đây ạ, ta sẽ tổng hợp nhé. Đây là vector A. Và đương nhiên góc lệch này của ta chính là góc phi mà đề bài đang cần tìm. Được không ạ? Đây, được chưa các em? Rồi, thế thì nhìn trên hình vẽ này, các em nhìn nhé. Nhìn trên hình vẽ này thì ở đây các em nhìn xem là vector A1 đây ạ, vector A2 bằng với vector đây ạ. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi, thế thì vector A đây ạ. Thế thì ta hoàn toàn có thể hàm cốt cho tam giác OA1, A2, OA1, A. Với đây là độ dài A1, đây là độ dài A2 và đây là độ dài A. Thế A bình phương thì sẽ bằng gì? Hàm cốt chúng nó. Rồi mình sẽ thiết lập tiếp các công thức, đúng không nhỉ? Khi chúng ta tổng hợp bằng phương pháp số 1 này, chúng ta rút ra được các công thức như sau. Thứ nhất, đây ạ, A bình phương, biên độ tổng hợp đấy, sẽ bằng A1 bình cộng A2 bình cộng 2A1 A2 cos delta phi. Ở đây delta phi là gì? Là độ lệch pha của x1 so với x2, các giao đoạn thành phần thôi, đúng không nhỉ? và ta có tang phi. Công thức này nhớ rất là dễ, tang phi này. Các bạn nhớ, một số bạn học sinh không biết cách nhớ của cái công thức này nhá. Thầy hướng dẫn các em cách nhớ này. Tang thì bằng sin chia cos. Tang thì bằng sin chia cos. Các em chỉ cần thuộc cái trên là các em sẽ làm được cái dưới. Đây ạ. A1 sin phi 1 cộng A2 sin phi 2. Nhớ ngay, sin chia cos thì dưới mẫu sẽ là A1 cos phi 1 cộng A2 cos phi 2. Được chưa? Còn đây giống như hàm cos. Hàm cos ở đây là dấu trừ. Nhưng ở đây mình bình phương vô hướng lên thì mình sẽ đây là dấu cộng. Ok chưa? Cẩn thận cái này nhá, nó khác với hàm cos một chút thôi. Được chưa? Công thức này thì người ra đề thi thường hay hỏi, hay kiểm tra cái công thức định tính mang tính chất là các em phải thuộc công thức này. Được chưa? Nhớ hai công thức cho thầy. Ở đây các em nhớ thầy, với delta phi thì bằng phi 2 trừ phi 1. Người ta gọi là độ lệch pha của hai dao động thành phần. Được chưa? Câu hỏi đặt ra là delta phi này có gì đặc biệt không? Có gì đặc biệt không? Các em nhớ nhé. Đặc biệt là sao? Chúng ta phải đi nhận xét delta phi này. Được không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có một vài nhận xét. Một vài nhận xét. Nhận xét thứ nhất, nếu delta phi của thầy bằng 2 kpi. Bằng 2 kpi. Ở đây 2 kpi ta hiểu đó là số nguyên lần. Đấy, 2 kpi. Ta hỏi là số chẵn lần pi định được. Hoặc số nguyên lần 2 pi. Cũng thế thôi nhé. Số chẵn lần 2k là số chẵn pi. Ở đây k thuộc z thì x1 định 2 dao động cùng pha. Thầy giả sử cho em dễ nhìn nhé. Lấy như k của thầy bằng 0. Ở đây k của thầy bằng 0 thì 2k pi của thầy sẽ bằng 0. Tức là delta phi của thầy bằng 0. Mà khi delta phi của thầy bằng 0, các em nhớ nhé, delta phi thì bằng phi 2 trừ phi 1, đúng không ạ? Delta phi mà bằng 0 có nghĩa là phi 2 của thầy bằng với phi 1. Phi 2 bằng phi 1. Bây giờ các em nhìn đây này, phi 2 bằng phi 1 thì vector A1 thầy giả sử đi như thế này. Thì vector A2 của chúng cũng đi như thế này. Và đương nhiên độ dài hai thằng này có thể bằng nhau, có thể khác nhau. Có nghĩa là gì? Là hai vector A1 và vector A2 cùng phương, cùng chiều, đúng chưa? Mà cùng phương cùng chiều thì khi mình tổng hợp hai vector này thì hiển nhiên ta sẽ được vector A sẽ nằm trên cái phương của vector A1 hoặc vector A2, đều như thế cả, đúng chưa? Và đương nhiên góc lệch phi 1, phi 2 với phi sẽ bằng nhau. Lúc này ta được biên độ tổng hợp là lớn nhất, các em chú ý nhé. Lúc này thầy suy ra được biên độ tổng hợp A bằng biên độ lớn nhất và bằng tổng A1 cộng A2. Tại sao như thế? Thầy vừa giải thích rồi nhé. Chính là hai vector A1 A2 cùng phương và cùng chiều. Và đương nhiên, cái độ lệch pha phi của dao động tổng hợp bằng với phi 1 và bằng với phi 2. Hình vẽ đây, ta nhìn đây biết rồi, được không ạ? Ok, đây trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nếu như delta phi của thầy bằng một số lẻ lần pi, các em nhìn 2k cộng 1 số lẻ lần pi, được chưa nhỉ? Ở đây k thuộc z. Bây giờ số lẻ lần pi thầy giả sử k của thầy bằng 0 đi, cho em dễ hiểu nhé. K của thầy bằng 0, thế thì độ lệch pha của thầy bằng pi. Tức là gì ạ? Vector A1 như thế này thì vector A2 sẽ ngược chiều trở lại. Thế thì tổng hợp hai vector cùng phương ngược chiều thì ta sẽ được độ lớn vector tổng hợp sẽ bằng trị tuyệt đối của vector A1 trừ vector A2. Và đương nhiên lúc này biên độ là nhỏ nhất. Hay tôi gọi đó là gì ạ? Hai dao động x2 và x1 này là ngược pha, được chưa các em? Đó, thế thì đây ta rút ra được này, nếu delta phi bằng một số lẻ lần pi nhá, x1 x2 ngược pha, mình suy ra được gì ạ? Biên độ A lúc này là nhỏ nhất. Biên độ A lúc này là nhỏ nhất bằng trị tuyệt đối của A1 trừ A2, được không ạ? Ở đây các em nhớ thầy, phi có hai trường hợp xảy ra. Nếu như A1 mà lớn A2 thì phi sẽ bằng phi 1. Đúng thôi, vector A1 thế này, vector A2 ngược chiều thế này thì cái tổng hợp sẽ nằm về phi A1 thôi, được chưa? Còn nếu như phi bằng phi 2 khi nào? Khi thằng A2 lớn hơn thằng A1. Có nghĩa là gì? Phi của tổng hợp nó ăn theo pha ban đầu của cái anh nào lớn hơn trong trường hợp ngược pha. Được chưa các em? Nhớ nhá, nhớ thật kỹ là cho thầy. Và trong trường hợp số 3, trường hợp đặc biệt số 3, đó là gì? Là nếu như độ lệch pha của thầy bằng một số lẻ lần pi trên 2. Số lẻ lần là gì ạ? Là 1, 3, 5, 7, 9 vân vân, đúng không ạ? Số lẻ lần có nghĩa là gì? Là x1 x2 vuông pha. Và khi vuông pha thì ta nhớ là gì ạ? Đây, x1 x2 vuông pha thì giả sử đây vector A1 này. Đây vector A2 này, vuông pha đúng nhỉ? Tổng hợp chúng nó. Đó. Đây sẽ được là vector A. Thì ta hình dung đây này, đây độ dài A1 này, đây độ dài A2 này. Thế thì đây độ dài A chưa? Ta thấy có một tam giác vuông ở đây chưa? Đây là O A1 A. Thì A bình phương sẽ bằng A1 bình cộng A2 bình. Còn phi của chúng phải xác định theo công thức tang phi trước đó, được không nhỉ? Với trường hợp vuông pha này thì các em rút ra được biên độ A bằng căn bậc 2 của A1 bình cộng A2 bình. Ở đây chính là Pythagore thôi, được chưa? Đó, các em nhìn thấy trong ba trường hợp này như thế này. Rất là hay nhé. Và trong đề thi thông thường thì người ta hay kiểm tra tới các trường hợp đặc biệt này. Nhất là các bài tập khó, các em chú ý nhé. Bài tập khó hay xảy ra cái trường hợp vuông pha. Rất hay, được không nhỉ? Đấy, thấy chưa? Và ở đây các em nhìn, thầy cố tình ghi ở đây là gì ạ? Biên độ nhỏ nhất và biên độ lớn nhất. Thế thì câu hỏi đặt ra là thế nào? Như thế này nhé. Thầy giả sử ở lớp học của chúng ta có 40 bạn chẳng hạn. Thì người cao nhất là mét 7 và người thấp nhất là mét 4, mét 4 ấy, đúng không ạ? Thì hiển nhiên một điều là trong tất cả các bạn ở lớp không có ai vượt quá mét 7 được và cũng không ai thấp hơn mét 4 được, đúng chưa? Thế thì đây, ta có Amin và Amac này. Lúc này chúng ta có một chú ý, đó là gì? Biên độ A luôn nằm trong đoạn từ Amin tới Amac. Amin của thầy bằng bao nhiêu? Bằng chia đối của A1 trừ A2. Amac của thầy bằng bao nhiêu? Bằng A1 cộng A2. Khi nào Amin? Khi chúng nó ngược pha. Khi nào Amac? Khi chúng nó cùng pha. Rất là dễ nhớ, được không ạ? Và pha ban đầu của tổng hợp thì bao giờ cũng nằm trong đoạn từ phi 1 đến phi 2. Được chưa các em?